chào các bạn. Ủa hôm nay chị mình đi đâu đây? Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn về Việt Nam chung với mình. Đúng rồi, mình về Việt Nam, không giỡn đâu, thiệt đó. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 up in the air. I want you to jump, jump. Giờ hiện tại chúng ta đang có mặt ở sân bay LAX, sân bay International của Mỹ. Bây giờ tình hình là xung quanh đã quá tải rồi, quá đông luôn, bữa nay không biết về nhằm cái ngày gì đông nghẹt. Thì bây giờ mình chuẩn bị đưa hành lý mình vô trọng để ký gửi. Chỉ có hai kiện thôi với lại một cái ba lô. Ok, mình sẽ ký gửi xong rồi mình sẽ quay thêm cho các bạn coi cái khung cảnh vòng vòng trong chỗ này. Ok, thì hiện tại bây giờ mình đã check in cái hành lý xong rồi, bây giờ thì đi vô đây. Đi vô để cho người ta kiểm tra những cái còn lại và vô cái cửa ngồi đợi. Sau lưng mình là mấy cái chỗ để người ta chia tay mấy người nhà, nhưng mà mình đi có một mình thôi, mình đi vô thẳng đây luôn. Đây là cái con chó nghiệp vụ hơn các bạn. Con chó này có nhiệm vụ đi vòng vòng hửi coi có chứa mìn, chứa xì ke gì không. Mọi thứ đã xảy ra trót lọt và họ không kiếm được vũ khí của mình thưa các bạn. Vũ khí của mình nằm ở trong quần. Ok, nói giỡn thôi, thì bây giờ xong hết rồi. Giờ chỉ kinh hành lý vô cái chỗ mà cái cổng ngồi đợi máy bay thôi. Thì trong thời gian đợi là mình sẽ đợi 1 tiếng rưỡi, thì mình sẽ đi một vòng quay cái sân bay cho các bạn coi. Rồi, kệ. Đây là khung cảnh bên trong vừa mới vô của sân bay LAX. Mình sẽ cố gắng quay thật chậm tại trong đây nó đèn nó hơi mờ. Thì trong đây thì nó tập hợp những cái hiệu, các bạn nào đi máy bay quốc tế thì cũng biết rồi. Thì trong đây tập hợp những cái hiệu mà sang trọng thôi. Thì bây giờ mình không có nhu cầu mua đồ, thì bây giờ mình đói bụng quá thì mình sẽ đi kiếm chỗ đồ ăn. Mấy cái duty free này á, là mấy cái mà bạn có thể mang mua và mang máy bay và không bị tính thuế gì hết. Gọi là duty free. Ok, bây giờ mình đi kiếm chỗ ăn cái. Đi tiểu nữa, đứng nãy giờ xếp hàng 1 tiếng mấy, mệt quá. Không, xếp hàng đậu xe 1 tiếng mấy, còn lúc mình đi vô thì gần đó còn không có lâu lắm. Ok, sẵn đi ghé cái chỗ quầy lưu niệm. Đây là một trong những quầy lưu niệm. Thì họ bán rất là phong phú. Thì các bạn thích cái gì, mấy cái đồ như dây chìa khóa nhỏ nhỏ rồi nè. Rồi bông. Nói chung cũng đơn giản. Sạch DJ. Sách dành cho những người thích đọc sách trên máy bay. Don't worry, go ahead. Sorry. Thì đó, hồi lên máy bay mình sẽ coi phim Bluetooth. Có bán chuyện anime luôn. One Piece, Dragon Ball Super. Tiếng Anh luôn. Tiếng Anh không? Tiếng Anh luôn. Quá ghê, bao nhiêu đây? Wow. Chắc mình mua quá, mua lên trả mình đọc quá. Mặc dù mình coi phim rồi. Thấy rồi các bạn, Dragon Ball bây giờ nó mạnh đến nỗi mà có phim luôn, có truyện trong đây luôn. Đây, này là cái Universe 6 Survival Saga.
Thì mình có một cái tip nhỏ cho các bạn nào hay đi international nhiều, đó là các bạn khi mà đi các bạn cần một cái gói ngủ thì các bạn nên mua ở ngoài thì nó rẻ hơn rất nhiều. Ở ngoài cái gói này chỉ có 5 đồng thôi. Ví dụ là vậy, ở Việt Nam cũng không có nhiêu tiền đâu, mà các bạn nhìn đi. Nếu mà các bạn vô đây thì nó sẽ là 2 cái là 35 đồng, rất là mắc. Có thể là bạn mua một cái có 20 luôn á. Thì mình đi nhiều lần rồi mình biết cái đó, là mình muốn chia sẻ cho các bạn thôi. Nên mua cái này ở bên ngoài. Rốt cuộc cũng tới dãy hàng ăn. Quá đói bụng. Quá đói bụng luôn. Giờ đi vòng vòng kiếm đồ ăn mới được. Mình đang muốn kiếm sushi ăn mà không biết trong đây nó có sushi không. Thì đi vòng vòng kiếm. Ồ, này Panda Express. Không ngon. Kiếm sushi. Còn đây là KFC. Không ăn luôn. Đi vòng vòng mệt quá, cho ăn này luôn cho lẹ. Một đống đồ ăn luôn. Để kiếm sushi chắc dài cổ. Gà ngon rồi. Đó thì họ sẽ cho mình chọn hai cái mì và cơm. Ok, thì mình sẽ chọn mì, rau với lại thịt. Mì, rau và thịt. Bowl. Yeah. Oh, can I get a bigger one? The plate? Okay, so the plate. Yeah. Okay. With? Chow mein. Okay. And you want drinks? Chow mein and orange chicken. And what else? That's it. You want double orange then? Because this one comes with two entrees. This one only comes with one. Oh, okay. Can I have some vegetable too? Vegetables and yeah, orange. Yeah. Nhiều quá không biết ăn hết không? Oh my. Này chắc 12 đồng quá. Giờ đây là thêm một quầy lưu niệm nữa. Thì cái quầy này nó bán đồ ăn nhiều, đồ ăn giặt nhiều. Sô-cô-la đồ. Thì đồ trong đây đến ra nó cũng không mắc lắm các bạn. Nó chỉ mắc hơn được chút xíu thôi. Ok, cũng không đến nỗi mà chặt chém như Tân Sơn Nhất. Tân Sơn Nhất là quá đáng quá luôn. Nơi khô bò để ăn chơi. Tình hình là mình không có ngồi chỗ ăn, tại cái chỗ ăn với cái chỗ cửa của đi của mình nó khá là xa. Thì bây giờ cũng gần tới giờ bay rồi, nên mình sẽ đi lại cái chỗ ăn của mình, ôi cái chỗ mà máy bay của mình để mình ngồi mình ăn luôn. Giờ mình sẽ không ăn hết, mình ăn phần nửa thôi. Mình sẽ chịu bụng ăn đồ ăn máy bay. Tại đồ ăn máy bay rất là ngon, ngon hơn cái này nhiều. Đứng đây ăn luôn, tại vì không có thời gian. Đây là cái thang máy. Cái cửa của mình là cửa 154 và bây giờ mình đang đứng ở cửa 150. Thì mình nói rồi, mình ăn phân nửa rồi. Tại chiều bụng ăn đặng máy bay. Đồ ăn máy bay ngon hơn nhiều. Giờ đây là cái cửa bay của mình. Thì cái mùa này là cái mùa mà người Việt Nam mình ít về, quay về Việt Nam. Người Việt Nam bên Mỹ ít quay về. Thì cái mùa này người ta từ bên Việt Nam về Mỹ thì nhiều hơn. Tại vì hết hè rồi. Tại hết hè thì người ta về, con cháu người ta đi học với lại công việc nữa. Thì mình canh mấy mùa này mình về bên chi không? Để giá rẻ. Đây cũng không đông người lắm so với mấy cái ngày cận Tết, ngày lễ. Không có đông lắm, giờ kiếm chỗ ngồi. Còn mới soi bên kia mới nghẹt luôn à.
ngon lắm, không có lỡ đại. Nó cũng giống như mấy cái Panda Express ở ngoài thôi. Thì các bạn coi blog này không ấy, thì có nhiều bạn ơ thế nào cũng comment là rồi anh Vũ cuối cùng cũng về Việt Nam rồi. Thì các bạn sẽ cũng có người hỏi ủa anh về Việt Nam làm gì ạ? Thì cái lý do Việt Nam về Việt Nam của mình á là vì công việc. Thứ hai là về thăm gia đình. Đơn giản vậy thôi. Thì mình cũng nói với bạn luôn á, lý do mà năm ngoái mình về Mỹ á là cái đó không phải sự lựa chọn của mình mà mình phải về. Còn hôm nay mình về Việt Nam á là sự lựa chọn của mình. Sẵn thì mình làm những công việc còn dang dở, với lại mình muốn làm thêm một vài công việc ở Việt Nam. Dạ mình cũng nhớ bạn nữa. Giờ ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa lên máy bay. Thì cái sân bay Mỹ này thì chắc có lẽ mình đi nhiều quá mình thấy cũng chán rồi, cũng chẳng có gì để quay hết á. Còn nó mới kêu lên mình á, không phải đâu. Thì lát hồi mình qua cái sân bay để coi mình không biết mình quá cảnh ở đâu nữa. Nếu mình quá cảnh ở Hàn Quốc thì mình sẽ quay cho bạn coi. Thì giờ cầu cho nó quá cảnh thì mình nghĩ quá cảnh ở Đài Loan á, sân bay Đài Loan rất là đẹp. Đẹp hơn sân bay Mỹ luôn, thời luôn. Rất là bự, rất là đẹp. Với lại sân bay Hàn Quốc đó, mình thích hai sân bay đó. Ok, giờ mình ăn cái, rồi chừng nào khi nào mình lên máy bay rồi mình sẽ quay cho bạn coi tiếp. Thì bây giờ đã tới giờ vô thì mọi người đã đứng dậy hết. Đây, thì sau lưng của mình mọi người đã đứng dậy hết. Đó các bạn thấy không? Thì bây giờ mọi người đang xếp hàng chuẩn bị đi vô máy bay. Hồi nãy ngồi không đông mà bây giờ đông quá. Đó đằng kia là cái chỗ mà người ta chuẩn bị kiểm tra vé các bạn thấy không? Đó nhưng mà kiểm tra vé rồi đi vô. Thì mà đứng đây mình quay luôn đó, hồi mình đi vô trọng mình quay không có được. Đi vô. Giờ là đi vô thân máy bay luôn. Cho người ta kiểm tra cái nữa. So mở từ tuốt luôn lần sau luôn. Ba ghế mỗi chỗ. Đây là cái bảng menu nước và đồ ăn trong cái lịch trình ngày hôm nay. Đó, nó có thịt cá, trái cây tươi và thịt gà. Còn bên đây là cái bảng nước. Thì có nhiều người có nhu cầu uống rượu thì trên 21 tuổi thì người ta sẽ mang rượu tới cho mình. Còn lại là nước trái cây, nước táo, nước suối bình thường thôi. Mình cũng biết nhiều người lên máy bay uống rượu chứ không biết nữa, chết lát, nhức đầu còn chết. Nhưng mà cũng có người uống rượu nữa, nhất là mấy ông già. Còn đây là cái menu trong cái máy. Thì nó có một phim, nhạc, TV, game. Đó, nó có rất là nhiều loại pop, rồi nhạc Hàn Quốc, nhạc Trung Quốc, các kiểu, nhạc Mỹ. Chứ không có rap nhiều thôi, không có hip hop. Thì đây là những cái bảng rock, những cái loại nhạc khác nhau. Soundtrack,
rồi những nhạc truyền thống của Đài Loan. Đây là một TV, thì trên một TV nó có chương trình hài, chương trình documentary, mấy chương trình cho con nít nữa. Đó, mấy cái tài liệu, tư liệu phóng sự. Đây là hài. Thì mình đang kiếm cái một phim này hay hơn, mình sẽ coi phim thôi. Đây là game. Ồ, đây là cái chương trình mà cho con nít chơi với lộn, quên. Đây là cái bản đồ để lộ trình để coi mình đi tới đâu, đang đi tới đâu và bay ở độ cao bao nhiêu và chung chung là như vậy. Game. Mà mấy game này cùi bắp lắm, không có chơi. Đây là một movie, đó nó có nhiều, rất là nhiều loại. Đây là một loại mới ra Hollywood châu Á. Đây là những loại phim rạp vừa ra cũng không được, không có lâu lắm, cũng mấy tháng thôi. Đây là một phim châu Á, những một phim chiếu rạp ở châu Á và những phim châu Á được chiếu rạp tại Mỹ. Có Lan Quế Phường không? Không có. Một Hollywood khác nha các bạn, một Hollywood rồi có nhiều nhiều phim tuyển khác nữa. Đó, Tỷ Đại Thánh, ở lộn phải. Mình nghe đồn có một loại phim rất là hay là phim Along with the God, là mấy phim Hàn Quốc nói về sau khi bạn chết đi bạn sẽ gặp những người nào để dẫn bạn đi, nếu như bạn có tội thì mình sẽ kiếm cái đó mình coi. Bây giờ coi đỡ phim Đường Tâm Tạng trước. Đây, đồ ăn rất là ngon. Đồ ăn trên máy bay lúc nào cũng ngon hết đó. Bởi vậy nãy mình ăn phần nửa thôi, mình chừa lại cái bụng để mình ăn cái này. Đó, này là nước táo nè. Mình lên máy bay mà uống nước táo nhiều lắm, thích ngọt ngọt. Bơ, bánh mì, cheesecake, bánh bơ. Còn đây là đồ ăn. Đói bụng quá. Thôi ăn thôi. Giờ cơ hiện tại mình đang trong cái phòng toilet của máy bay và chỉ còn 15 phút nữa là máy bay sẽ đến Đài Loan và từ Đài Loan về Sài Gòn là 2 tiếng nữa. Thì cái ghế hôm qua là thật sự cái ghế hôm qua mình ngủ quá, không phải là ghế của khách. Thì chỉ thấy nó trống trống. Thì ra hai cái đó là ghế, hai cái ghế của phi hành viên. Thì mình đang ngủ tự nhiên bị kêu dậy nó nơi đây là ghế phi hành viên. Rồi đó hồi mình xin sao nó tôi mệt quá, mình lầy luôn. Rồi cái nó cho mình ngủ. Tới một hồi sau thì mới có một người ông kia, ông già quá, ông bệnh, thì mình mới nhường ghế, mình quay lại ghế mình ngủ. Đó, đúng lầy luôn. Mua vé có 350, nằm hai ghế, mang 100 pound đồ. Ok, và bây giờ mình sẽ trở lại ghế của mình và chuẩn bị hành lý để check in Đài Loan. Để điểm kế tiếp. Bây giờ chúng ta đã có mặt tại sân bay quốc tế Đài Loan. Cũng như mình nói các bạn, cái sân bay này đẹp kinh khủng luôn á, đẹp cực kỳ, đẹp hơn sân bay Mỹ nữa. Không có lấy ý kiến riêng của mình thôi, chứ là mỗi người thích mỗi kiểu thiết kế riêng. Đồ gấp vậy.
Đây là cái bản đồ để người ta chỉ đường. Giờ cũng không biết đang ở đâu luôn. C5. Đây thưa các bạn, đây là thành phố Đài Bắc. Quá đẹp. Đẹp ha. Nhìn giống cái phim Đài Loan trên TV á. Sân bay Đài Bắc, Thái Bình. Ủa? Không có bản đâu mẹ nữa. C5. Trời ơi, mà giờ kiếm cái cửa mà ở đâu ta? Ok, thấy rồi, hai chữ B, chữ C rồi. Của mình là chữ C. Rồi những người nhập cảnh. Phải chi mà cái sân bay tân sân nhất của mình nó được 1/10 chỗ này cũng đỡ. Thì mình đi du lịch rất là nhiều lần rồi, thì cái sân bay Hàn Quốc là cái sân bay mình thích nhất, với lại sân bay này là hai cái. Sân bay Mỹ mình không thích lắm. Cái điều khác biệt giữa những người ở tại sân bay á, thì sân bay Hàn Quốc thì giống như là một cái show thời trang vậy. Họ mặc đồ đẹp lắm, bên Hàn Quốc người ta mặc đồ đẹp lắm, còn bên đây thì bình thường, hơi giống Việt Nam một chút. Đi đúng đuối luôn mệt quá. C5. Và kỳ sau mình sẽ dẫn các bạn tới sân bay Nhật. Hiện tại bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng bên Đài Loan thôi, nó còn sớm. Thì bây giờ tới cổng C5 là cái cổng mà mình sẽ đi về Việt Nam. Các bạn thấy không, mỗi một cái đường quẹo cho một sân bay là một cái thiết kế khác nhau rất là đẹp. Tân Sơn Nhất là quẹo đâu rồi y chang đó luôn. Đây C5 C5. No one here? Yes. Okay. Bây giờ trong thời gian chờ đợi thì lát hồi mình sẽ đi cái chuyến bay này nè. Cái chiếc xe màu xanh xanh nè. Đó. Sân bay người ta đã. Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay và thuận tiện cho quý khách, mỗi quý khách đi máy bay chỉ được phép mang theo một kiện hành lý xách tay không vượt quá 7 kg. Bữa này đông quá tải. Nếu quý khách nào có hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn nêu trên hoặc là xe đẩy của em nhỏ, xin mời liên hệ với nhân viên IVA để làm thủ tục ký gửi. Và trước khi làm thủ tục ký gửi,
nếu trong hành lý có giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, visa, tiền bạc hoặc đồ quan trọng, đồ dễ vỡ, đồ điện tử hay chưa ai phát hiện ra vũ khí bí mật của mình. Xin mời bỏ ra trước khi làm thủ tục tiến gửi. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Và bây giờ tôi đã có mặt ở Sài Gòn. Đúng, Sài Gòn. Qua được một ải rồi, bây giờ cái ải này mới mệt nè. Cái ải mà đợi lấy hành lý mới mệt nè. Hồi ra gặp mấy ông cốt đột ngoài cửa nữa. Đông dở lắm. Vâng, giờ tôi đã có mặt tại Sài Gòn. Và bây giờ đi về nhà. Đây, tôi sẽ nhất. Vâng, dạ thưa các bạn, tôi đã về tới nhà. Mệt rã rời, không nói nên lời. Còn một đống vali để đây luôn. Chưa hết sức dọn rồi. Giờ ngủ một giấc, xong rồi đi ăn, mai tính tiếp. Vâng, và có thể tối nay đi chơi, sẽ đi đâu thì quay vlog add thêm vô. Còn không thôi thì hẹn các bạn vào vlog gì sau. Mình đuối quá rồi, thưa các bạn. Bye bye. Dạ tôi đã về Việt Nam thì hãy đón xem những vlog kế tiếp. Ok. Muốn về thì về. Bóp hắn giả đèn luôn á, bóp trước rồi. Rồi hết rồi, thôi ra luôn đi.